Cái này nuôi không nha các bạn. Cái này cái phôi này là phôi cũ thôi, coi như phôi ế á. Nó ế thì thôi quá chứ bán cũng 2 lần rồi ạ. Quay bán. Lần này lần thứ 3 nè. Lần này mình giảm giá tí xíu nữa coi có anh em nào mua được ủng hộ. Sát nút. Mấy cái này nó cũng có chân thành sẵn bạn. Cái này cây cũ thôi nha bạn. Nó có một cục thịt nạc lên tới đây thôi, khúc này là nhảy ra hai nhánh nè, rồi nó chập nó dính lại vậy luôn à. Nó nhảy cành ra, cái này cây phôi ngoài tự nhiên, nhà dân về. Nó bắt cành ra, cái này nói chung cây trực. Nhưng mà ai uống cái phơm mà tự nhiên á, uống cái này mới đạt. Cái này có hoành 45 á bạn, bự lắm. Dạ, 45, 46. Cái này chiều cao nó khoảng 30. Nu quá trời, già cây khủng khiếp, đế cũng đẹp nữa. Nếu mà cây này nó không có bị cái lỗi, nếu mà nó nguyên một cái cốt nạc lên tới ngọn là cây này nó đẹp lắm. Mà giá trị nó cũng cao nữa. Do nó có một cái khe lỗi ngay chỗ này nè. Không phải, nói chung không phải cái khe bạn, tại hồi xưa là nó lên cái khúc này rồi nó nhảy ra hai tược thôi chứ không gì. Đó, nó nhảy lên hai tược, nó dấn vô luôn nè, lên một cốt nạc ở đây nè, nhảy lên hai thân chứ không phải cái lỗi gì. Nhiều khi mình tại mình phái thì một cốt nó có giá trị cao hơn, nhìn nó liền lạc hơn. Chứ nếu cái này một cốt nạc là cây này nó hoành nó to, giá trị nó cũng cao nữa, nu nó cũng nhiều, cũng được già cây. Cái này mình giảm tí xíu nữa, anh em nào mua được ủng hộ chơi. Coi như cây ế á. Cái này còn sót lại của cái lô trước. Bán thật kiểu cây ế. Nguồn công nha bạn. Nhìn nó cũng hoành tráng lắm, nó bự lắm. Cái chừng bắt cành vô thì đương nhiên là nó phải đạt rồi, nó phải đẹp rồi. Cành mà đóng bị lớn cỡ bự hơn con tay cá là nhìn cái cây nó khác liền. Còn viên cái là quá xịn rồi. Nó nhìn vô cái cây nó khác liền. Nó che những điểm khuất hết. Nhìn vô cái cây nó liền lạc lại. Còn một cốt thì giá trị nó cao hơn nhiều. Một cốt nạc lên tới trên ngọn, bóp vô ngọn thì đương nhiên giá trị nó cao. Nếu cái này mà nó thiệt chứ bóp vô cái ngọn nó quá xịn luôn. Một cốt nạc mà tới đây bóp vô ngọn nó trời ơi. Cái này là đủ tiền luôn. Do nó bị cái nó không được đẹp, không được đẹp ngay chỗ cái khe này nè, nó chèn vô. Nhưng mà cái này đế đẹp, cái được cái đế đẹp. Nu cần gốc cũng có hết, nu già. Nên mà mua được một hồ chơi giảm giá. Bán cái ế, cái này cái ế.